Thưa quý vị và các bạn, hội thảo khoa học định dạng bản sắc Ninh Bình gắn với xây dựng thương hiệu địa phương được Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức ngày 25 tháng 8 vừa qua đã thành công tốt đẹp. Hội thảo có sự tham dự của Phó Giáo sư Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Tiến sĩ Phan Chí Hiếu, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Phó Giáo sư Tiến sĩ, Thượng tướng Bùi Văn Nam, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, Phó Giáo sư Tiến sĩ, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh ủy, ủy viên, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo một số bộ ban ngành của Trung ương và các tỉnh, thành phố, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, giảng viên ở Trung ương và địa phương, lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh, các huyện, thành phố, đại diện các doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. Trong bài phát biểu đề dẫn, Tiến sĩ Phan Chí Hiếu, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cho biết, hội thảo có 3 phiên tham luận chuyên đề về các vấn đề liên quan để hiện thực hóa khát vọng phát triển của Ninh Bình nhằm xây dựng chiến lược thương hiệu mới cho tỉnh, trở thành đô thị đáng sống, đáng làm ăn và yên tâm đầu tư. Hội thảo đã nhận được 50 bài tham luận của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, giảng viên ở Trung ương và địa phương, học giả quốc tế, lãnh đạo các tỉnh bạn và các doanh nghiệp. Các tham luận đều được hội thảo đánh giá là có chất lượng, có chiều sâu với nhiều góc nhìn, khía cạnh, tiếp cận, nghiên cứu đa ngành, liên ngành khác nhau về định dạng bản sắc và thương hiệu địa phương như lịch sử, khảo cổ, văn hóa, bảo tồn, di sản học, kinh tế, chính sách, công nghiệp văn hóa, kiến trúc, du lịch, tài nguyên môi trường. Đó là cơ sở nhận diện, đánh giá một cách toàn diện, chuyên sâu, khách quan, khoa học và định dạng rõ các giá trị bản sắc của tỉnh trong việc xây dựng thương hiệu địa phương và định vị tầm vóc tương lai của Ninh Bình. Với mục tiêu và định hướng phát triển trong tương lai, tỉnh Ninh Bình cần định vị một tầm nhìn mới, vị thế mới cho giai đoạn chuyển mình sắp tới để tăng tốc thu hút đầu tư, tạo nguồn lực phát triển mới, từ đó giải phóng các giá trị, bản sắc địa phương trở thành nguồn lực, nguồn vốn quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội và tận dụng được những yếu tố mang tính thời cơ của bối cảnh mới mang lại. Những ý kiến trao đổi và thảo luận, những luận cứ khoa học và thực tiễn đúc rút tại hội thảo sẽ là tiền đề để Bộ Chính trị, Quốc hội ban hành nghị quyết về xây dựng và phát triển tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, quyết định một số cơ chế chính sách đặc thù vượt trội cho tỉnh Ninh Bình trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản Cố đô Hoa Lư và danh thắng Tràng An, phù hợp với yêu cầu phát triển mới, gắn với sứ mệnh gìn giữ bảo tồn giá trị văn hóa, di sản nhân loại, tạo động lực để tỉnh có thêm cơ hội phát huy nội lực và huy động nguồn lực cho phát triển nhanh và bền vững, xứng đáng là đô thị đặc thù về giá trị di sản. Trong phiên hội thảo thứ nhất, báo cáo Trung tâm định dạng bản sắc Ninh Bình gắn với xây dựng thương hiệu địa phương do đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trình bày đã khái quát những vấn đề cơ bản về bản sắc thương hiệu địa phương, về vị trí địa lý, lịch sử, văn hóa, những thành tựu nổi bật đạt được về kinh tế xã hội qua hơn 30 năm tái lập tỉnh. Báo cáo nhấn mạnh, định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Ninh Bình trong thời gian tới được xác định là phát triển nhanh và bền vững, phát triển kinh tế đi đôi với công bằng và tiến bộ xã hội, trên cơ sở phát huy tối đa tiềm năng nổi trội, giá trị độc đáo và lợi thế riêng có của địa phương. Cốt lõi là lấy bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa lịch sử, cảnh quan thiên nhiên cùng truyền thống tốt đẹp của con người vùng đất Cố đô Hoa Lư làm nguồn lực và động lực phát triển. Đối với ngành lĩnh vực công nghiệp được xác định là động lực, là nền tảng phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững, tạo nền tảng khai thác có hiệu quả và bảo vệ giá trị văn hóa lịch sử, di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Tràng An, từng bước phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phấn đấu trở thành trung tâm du lịch lớn của cả nước và khu vực. Theo đó, khát vọng mục tiêu tổng quát của tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được xác định là một trong những tỉnh khá, phát triển toàn diện, nhanh và bền vững, là một trong những trung tâm du lịch cấp quốc gia, đẳng cấp quốc tế, là miền đất đáng sống, an toàn và thân thiện. Các chuyên gia, nhà khoa học đã trình bày các báo cáo chuyên đề góp phần định vị bản sắc văn hóa Ninh Bình từ phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể gắn với phát triển bền vững, giá trị các địa danh, lễ hội, danh nhân lịch sử trong xây dựng thương hiệu địa phương tỉnh Ninh Bình, mô hình giá trị bản sắc cho thương hiệu tỉnh Ninh Bình và giá trị danh hiệu UNESCO trong xây dựng thương hiệu địa phương Ninh Bình. Tại phiên thứ hai của hội thảo đã tập trung vào các báo cáo bổ sung, báo cáo những khía cạnh chuyên biệt.
các chuyên gia, nhà khoa học đã trao đổi, tham luận với nhiều nội dung quan trọng làm nổi bật giá trị văn hóa lịch sử của cố đô Hoa Lư, giá trị sinh thái của Ninh Bình trong việc xây dựng thương hiệu của địa phương, phân tích cụ thể giá trị khu du lịch sinh thái Tràng An, rừng Quốc Phương, khu bảo tồn thiên nhiên ngập nước Vân Long và rừng ngập mặn Kim Sơn. Để khai thác được thế mạnh nội sinh về giá trị sinh thái của Ninh Bình, đòi hỏi tỉnh và các doanh nghiệp phải xây dựng được thương hiệu giá trị sinh thái đúng nghĩa trên các sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ từ các địa phương. Phát huy giá trị thương hiệu di sản văn hóa ở Ninh Bình theo hướng bền vững trong bối cảnh mới, gắn kết lợi ích của người dân, liên kết để cùng nhau phát triển. Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng đưa ra những định hướng phát triển đột phá cho tỉnh dựa trên các giá trị bản sắc địa phương. Giá trị thương hiệu Ninh Bình nhìn từ mối tương giao giữa Hoa Lư Ninh Bình và Thăng Long Hà Nội, giải pháp tư duy liên kết nội vùng, không ngừng làm mới, làm giàu cho giá trị thương hiệu và di sản văn hóa Hoa Lư Tràng An Ninh Bình, xây dựng tỉnh Ninh Bình trở thành mẫu hình tiêu biểu của đồng bằng sông Hồng và cả nước về tăng trưởng xanh, chuyển đổi xanh dựa trên các giá trị di sản văn hóa thiên nhiên, đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế địa phương, bảo tồn di sản, sinh kế bền vững cho người dân. Phát biểu sau phiên thảo luận, tiến sĩ Phan Trí Hiếu, Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam nhấn mạnh, các tham luận đã góp phần định dạng rõ Ninh Bình là vùng đất địa linh nhân kiệt, có sự đa dạng về giá trị và bản sắc của địa phương ở nhiều chiều cạnh khác nhau, từ bản sắc văn hóa, giá trị các địa danh, danh nhân lịch sử, lễ hội, đến các giá trị văn hóa phi vật thể, văn học, âm nhạc, hội họa, kiến trúc, truyền thống, ẩm thực. Bên cạnh đó, các nhà khoa học cũng đã chỉ ra những hạn chế bất cập của việc xây dựng thương hiệu dựa trên các giá trị bản sắc địa phương của tỉnh Ninh Bình. Đây là cơ sở quan trọng giúp cho Ninh Bình xây dựng các thương hiệu địa phương dựa trên các giá trị di sản đặc sắc riêng có, góp phần xây dựng tỉnh phát triển nhanh và bền vững. Trong phiên thứ ba, các chuyên gia, nhà khoa học đã tập trung trao đổi làm rõ về chiến lược phát triển thương hiệu tỉnh Ninh Bình, định hướng và giải pháp thực hiện, trong đó tập trung thúc đẩy các thiết chế văn hóa hiện đại, đặc sắc, tạo điểm nhấn trong kiến trúc đô thị di sản gắn với xây dựng thương hiệu địa phương. Về xây dựng các thương hiệu du lịch Ninh Bình mang đẳng cấp quốc tế, triết lý phát triển, slogan và biểu tượng gắn với thúc đẩy chiến lược truyền thông trong xây dựng thương hiệu địa phương, xây dựng thương hiệu ngành công nghiệp ô tô tỉnh Ninh Bình. Phát biểu tổng kết phiên hội thảo này, đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đánh giá, qua các tham luận mang tính chuyên sâu đã rút ra được những vấn đề mấu chốt quan trọng, bài học quý đối với Ninh Bình, đó là sự điều hành quyết liệt của chính quyền, kiến tạo động lực, không gian cho phát triển, sự huy động nguồn lực, cơ chế đặc thù trong bảo tồn và phát huy di sản, các bài học về cân bằng các yếu tố bảo tồn di sản văn hóa, vật thể và phi vật thể, giải pháp thỏa đáng về sinh kế cho cư dân trong vùng lõi di sản, tác động đô thị hóa dẫn đến áp lực lớn trong quản lý và phát triển, quan hệ tương hỗ giữa đô thị và nông thôn, giữa nông nghiệp và phi nông nghiệp. Bài học về dung hòa giữa bảo tồn và phát triển, cơ chế và quyền lợi, hợp tác công tư, cơ chế để di sản văn hóa trở thành động lực phát triển, giải quyết mối quan hệ nhà nước, cộng đồng dân cư, doanh nghiệp, các nhà khoa học ở trong vùng và liên vùng. Bài học về xây dựng thương hiệu của các tập đoàn doanh nghiệp tiêu biểu của Ninh Bình, từ đó có thể rút ra được triết lý phát triển, slogan và các biểu tượng gắn với chiến lược truyền thông trong xây dựng và quản trị thương hiệu tỉnh Ninh Bình. Trong chương trình hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học cũng đề cập đến vai trò của chính quyền địa phương trong việc xây dựng và thực thi chính sách nâng cao giá trị thương hiệu địa phương để trở thành một đô thị di sản trên nền tảng số và tăng trưởng xanh. Phân tích và làm rõ thêm việc phân cấp giữa Trung ương và tỉnh Ninh Bình trong bảo tồn và phát huy các giá trị bản sắc của địa phương để Ninh Bình chủ động hơn trong công tác điều hành và phát triển kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, thu hút các nhà đầu tư chiến lược. Giải pháp mang tính đột phá để tỉnh Ninh Bình phát huy nguồn lực văn hóa cho phát triển bền vững địa phương, nhất là việc kết nối các nguồn lực văn hóa để tạo động lực cho sự phát triển, phân tích và làm rõ thêm các giải pháp để bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa và lịch sử cố đô Hoa Lư, phát huy các giá trị của di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới quần thể danh thắng Tràng An, các giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của Ninh Bình trong phát triển kinh tế xã hội địa phương. Giải pháp để xây dựng thương hiệu du lịch Ninh Bình và quảng bá xúc tiến du lịch Ninh Bình trên toàn cầu, phân tích làm rõ quy trình xây dựng, tiêu chuẩn đánh giá, đo lường thương hiệu địa phương và chiến lược tổng thể marketing cho Ninh Bình. Quá trình xây dựng, định hình và phát triển thương hiệu của doanh nghiệp gắn với thương hiệu địa phương Ninh Bình trên phương diện quốc gia, quốc tế. Tổng kết các nội dung trao đổi, thảo luận, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, qua phiên thảo luận đã làm rõ thêm được một số khía cạnh rất quan trọng như Ninh Bình xây dựng thương hiệu địa phương không phải là câu chuyện của riêng địa phương mà là câu chuyện của sứ mệnh quốc gia.
thành phố Ninh Bình hợp nhất với huyện Hoa Lư, trong đó quần thể danh thắng Tràng An sẽ là vùng lõi đô thị với tư cách đô thị di sản. Việc xây dựng Ninh Bình trở thành trung tâm du lịch quốc gia mang giá trị toàn cầu, đây là thách thức lớn đòi hỏi trách nhiệm rất cao của địa phương. Mặt khác, qua phiên thảo luận đã làm sáng tỏ hơn những giá trị nổi trội để định dạng bản sắc của Ninh Bình, từ đó cho phép xây dựng được biểu tượng, slogan, thúc đẩy xây dựng thương hiệu địa phương và quan trọng hơn là biến tiềm năng thành động năng, làm cho các tài nguyên văn hóa thiên nhiên thành nguồn lực hóa, vốn hóa trên thị trường. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, các ý kiến của các nhà khoa học, các chuyên gia, các doanh nghiệp rất sâu sắc đã phân tích về giá trị lịch sử, văn hóa, thiên nhiên của tỉnh. Một trong những giá trị quan trọng nhất của Ninh Bình là gần với các đô thị lớn, còn nhiều dư địa để phát triển. Và đặc biệt, Ninh Bình là tỉnh duy nhất của Việt Nam sở hữu di sản kép. Đây là những điều kiện quan trọng để Ninh Bình phát triển du lịch. Ninh Bình đã thành công khi thực hiện mô hình quản lý du lịch thông qua việc kết hợp giữa nhà nước, chính quyền, doanh nghiệp, cộng đồng, cư dân trên cơ sở cơ chế hành chính, cơ chế thị trường và cơ chế cộng đồng. Điều này cần phải được tiếp tục nghiên cứu, phát huy để tận dụng tốt hơn nữa các nguồn lực mà Ninh Bình đang sở hữu. Hội thảo định dạng bản sắc Ninh Bình gắn với xây dựng thương hiệu địa phương đã thành công tốt đẹp. Các ý kiến tham luận đã tập trung đánh giá toàn diện và sâu sắc nội dung xoay quanh chủ đề hội thảo. Trong đó tiêu biểu là nhóm vấn đề nhận diện đánh giá về những khía cạnh chuyên biệt, nhóm vấn đề gợi mở về các cơ chế chính sách đặc thù, các giải pháp để phát huy các giá trị bản sắc địa phương và xây dựng thương hiệu địa phương. Các báo cáo tham luận có nội dung phong phú, sinh động, hàm lượng khoa học cao, cách tiếp cận vấn đề dưới góc nhìn đa chiều đã làm sáng tỏ nhiều khía cạnh lý luận và thực tiễn, đáp ứng mục tiêu chung của hội thảo, nhấn mạnh vào những vấn đề cốt lõi để đi đến nhận thức mang tính nền tảng cho việc định dạng bản sắc riêng có của Ninh Bình, xây dựng thương hiệu Ninh Bình trong tương lai. Các ý kiến tại hội thảo đều cho rằng cần có một cơ chế chính sách hợp lý cho tỉnh để địa phương thực hiện sứ mệnh gìn giữ, bảo tồn giá trị văn hóa, di sản nhân loại, có định hướng chiến lược trong việc hình thành đô thị di sản, cố đô gắn với đô thị thông minh cho tỉnh Ninh Bình. Tiếp thu các ý kiến tham luận tại hội thảo, Ninh Bình sẽ tiếp tục nghiên cứu làm cơ sở cho định dạng bản sắc Ninh Bình và xây dựng thương hiệu địa phương mang giá trị độc đáo khác biệt, có tầm ảnh hưởng trong vùng quốc gia và quốc tế nhằm nâng tầm vị thế và giá trị tổng hợp của vùng đất linh thiêng với bề dày lịch sử văn hóa ngàn năm, đồng thời đề xuất với cấp có thẩm quyền xây dựng hành lang pháp lý vững chắc để Ninh Bình có sự phát triển mang tính bứt phá đi lên từ văn hóa, di sản và từ định hướng chiến lược đặc sắc với hai trọng tâm phát triển để trở thành trung tâm du lịch, trung tâm công nghiệp của quốc gia và khu vực, trong đó xây dựng Ninh Bình trở thành một đô thị mang tính đặc trưng, đô thị di sản, cố đô.